Tử vi tuổi Thân tháng 11 âm lịch. Xin hân hoan chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, chương trình luận giải tử vi cũng muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn về tử vi của người tuổi Thân trong tháng 11 âm lịch tới. Vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân sẽ ra sao? Con giáp này sẽ có được con đường thần tài mở kho mà ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh và sự nghiệp thì con giáp này cũng có những khó khăn và trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng này? Và để nắm rõ được vận trình của mình ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay để nắm bắt được thông tin chi tiết và cụ thể. Tổng quan tử vi của tuổi Thân tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải là tháng đen đủi đối với những người tuổi Thân. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 11 âm lịch, những gia chủ tuổi Thân sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 11 năm 2020, tức ngày 24 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 và mệnh chủ Bính Thân sinh năm 1956. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 11 năm 2020, tức ngày 5 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 và mệnh chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý. Thứ nhất là ngày âm lịch 26 tháng 11, tức ngày 8 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Gia Trung Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 2 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 14 tháng 11, tức ngày 27 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Họa. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình mà tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp, phù long, tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Sự nghiệp, quan vận. Bước sang tháng 11 âm lịch, những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục được ý chí của con giáp tuổi Thân khi xung quanh bạn luôn có những người giúp đỡ kịp thời. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực, hãy nghĩ theo hướng mở và tập trung vào cách giải quyết vấn đề. Thế nhưng, để có thể đi tới thành công, bạn chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều chông gai và vất vả, tốn nhiều tâm huyết chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn, chỉ ngồi không mà cũng muốn hưởng thành quả. Bước sang tháng 11 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Thân nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác, khai vận, Thân, Tý, Thìn. Vật phẩm sẽ giúp các gia chủ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông, tài lộc, tiền bạc. Tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn dưới sự che chở của ngũ hành tương sinh. Mặt tốt là bạn có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính,
kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Đặc biệt, bản mệnh cần cẩn thận với các nguy cơ về tài chính, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thất thoát tiền bạc hoặc thậm chí là phá sản. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Thân nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, được coi là pháp khí hiệu quả nhất, hiện nay có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành, tình cảm, gia đạo. Sự đoán về tình duyên của tuổi Thân trong tháng 11 âm lịch cho thấy đây là một năm có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể hy vọng về một năm ổn định và yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu và sẽ không thiếu bạn mới. Khi tam hợp xuất hiện cũng là cơ hội cao để người tuổi thân đang độc thân tìm kiếm một nửa tâm đầu ý hợp trong thời gian này. Có thể bạn gặp người ấy trong các cuộc giao lưu, họp nhóm. Để tình duyên san sẻ hạnh phúc, may mắn thành công, các gia đình gia chủ cần mang bên mình phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Đây là vật phẩm hỗ trợ kích tình duyên, đồng thời giúp những gia chủ lập gia đình thành công, hạnh phúc, yên ấm cửa nhà, tình cảm khăng khít, sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Thân trong tháng 11 âm lịch sẽ không có bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác là từ căng thẳng đến từ nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Để giúp các gia chủ yên tâm khỏe mạnh hơn thì các gia chủ tuổi Thân hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, tăng cường vận khí giúp cho gia chủ đón tài lộc. Chi tiết tử vi tháng 11 âm lịch cho tuổi Thân. Thứ nhất, tuổi Bính Thân, sinh năm 1956. Khi hợp tác với bất cứ ai, bạn cũng cần chú ý đến tiểu tiết, không nên có những suy nghĩ cẩu thả, làm qua loa cho xong. Nên chú ý lời nói và hành động của bản thân, không nên làm mất lòng người khác, động đến kẻ tiểu nhân. Đến giữa tháng, vận thế của mệnh chủ có những chuyển biến tích cực hơn, công việc thuận lợi, dần dần đi vào quỹ đạo, tiểu nhân cũng không xuất hiện quấy phá, sự nghiệp có những bước phát triển nhất định. Tuy nhiên, bản mệnh cần tránh những khoản đầu tư lớn, đồng thời đề ra những khoản chi tiêu hợp lý. Tháng này, gia chủ tuổi Thân được tam hợp bổ trợ nên sử dụng thêm vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hành thông thuận lợi. Thứ hai, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Bước sang tháng 11 âm lịch, những người sinh năm Mậu Thân gặp khá nhiều may mắn. Chỉ cần cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ thu được kết quả đáng mừng. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bạn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Khi gia chủ tuổi Mậu Thân luôn mang theo kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. 3. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Trong tháng 11 âm lịch, vận thế của người tuổi Canh Thân không mới tốt đẹp, sẽ xảy ra xung đột, mâu thuẫn với mọi người trong sự nghiệp, tính tình, kiêu ngạo, thích thể hiện, sẽ gây ra những tác động không tốt đến với sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên. Tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần, dĩ hòa, vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Người tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hòa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. 4. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992.
Vận thế của người tuổi Nhâm Thân có những bước phát triển tích cực trong tháng 11 âm lịch, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học hỏi nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Tuổi Nhâm Thân trong tháng 11 cũng gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm, ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh. Tháng này, chuyện tình duyên không có nhiều khởi sắc nên bản mệnh cần mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, gỗ huyền long, thân tí, thìn để tăng cường vận khí, giúp chuyện tình duyên hành thông thuận lợi. Để có thể biết được nhiều thông tin của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại!